Chào mừng các em đến với trang lời giải hay.com. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em trả lời các câu hỏi trong phần luyện tập và vận dụng ở trang 66, sách giáo khoa lịch sử và địa lý lớp 6, bộ sách Chân trời sáng tạo nhé. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi đầu tiên trong phần luyện tập và vận dụng như sau. Câu hỏi số 1. Em hãy trình bày đặc điểm nổi bật về vị trí địa lý của khu vực Đông Nam Á. Các em đã nghĩ ra đáp án cho câu hỏi này chưa nào? Cô gợi ý chúng ta phương pháp giải nhé. Các em hãy quan sát bản đồ khu vực Đông Nam Á để có thể tìm ra đặc điểm nổi bật về vị trí địa lý của khu vực này. Đây chính là bản đồ 12.1, bản đồ các nước Đông Nam Á ngày nay, có trong sách giáo khoa trang số 63. Thông qua quan sát bản đồ khu vực Đông Nam Á ở trang 63 trong sách giáo khoa lịch sử và địa lý lớp 6, chúng ta có thể khái quát về vị trí địa lý của Đông Nam Á. Thứ nhất, nằm ở phía đông nam của châu Á, tiếp giáp Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương. Thứ hai, bao gồm hệ thống bán đảo, đảo, quần đảo xen giữa biển. Thứ ba, có vị trí chiến lược vô cùng quan trọng. Cụ thể, xét về vị trí địa lý, Đông Nam Á nằm ở phía đông nam của châu Á, tiếp giáp giữa Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương. Là nơi cầu nối giữa lục địa châu Á, châu Âu với lục địa Úc. Đông Nam Á bao gồm hệ thống các đảo, bán đảo, quần đảo, xen giữa biển rất phức tạp. Đông Nam Á có vị trí chiến lược vô cùng quan trọng, là nơi giao thoa của nhiều nền văn hóa lớn, nơi mà các cường quốc cạnh tranh ảnh hưởng lẫn nhau. Tiếp tục, chúng ta sẽ đến với câu hỏi thứ hai trong phần luyện tập và vận dụng như sau. Câu hỏi 2. Em hãy nêu những điểm tương đồng về vị trí của các vương quốc cổ ở Đông Nam Á. Các em đã nghĩ ra đáp án cho câu hỏi này chưa nào? Cô gợi ý chúng ta phương pháp giải nhé. Các em hãy quan sát hình 12.2 trong sách giáo khoa. Đây chính là hình 12.2, lược đồ vị trí của các vương quốc cổ ở Đông Nam Á từ đầu công nguyên đến thế kỷ thứ 7, có trong sách giáo khoa trang số 64. Thông qua quan sát hình ảnh kết hợp với thông tin trong sách giáo khoa và liên hệ thực tế, chúng ta nhận định được rằng các vương quốc cổ ở Đông Nam Á có điểm giống nhau về vị trí địa lý, đó là: thứ nhất, đều nằm ở phía đông nam của châu Á, tiếp giáp Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương, là cầu nối giữa lục địa Á Âu với lục địa Úc. Thứ hai, các vương quốc cổ Đông Nam Á đều được hình thành ở nơi đồng bằng cạnh các con sông lớn, giàu phù sa, thuận lợi cho người dân trồng trọt, sinh sống, hoặc ở ven biển là những nơi thuận lợi cho việc đánh bắt hải sản và giao lưu, buôn bán với bên ngoài. Tiếp tục, chúng ta sẽ đến với câu hỏi thứ 3 trong phần luyện tập và vận dụng. Câu 3. Các vương quốc Đông Nam Á từ đầu công nguyên đến thế kỷ 10 trong bảng dưới đây có vị trí tương ứng với các quốc gia Đông Nam Á nào ở ngày nay? Các bạn đã nghĩ ra đáp án cho câu hỏi này chưa nào? Cô gợi ý chúng ta phương pháp giải nhé. Các em hãy liên hệ thực tế kết hợp với việc quan sát bản đồ trong sách giáo khoa. Đây chính là bản đồ hình 12.2 và 12.3, lược đồ vị trí các vương quốc cổ ở Đông Nam Á và các vương quốc phong kiến Đông Nam Á, tính từ đầu công nguyên đến hết thế kỷ thứ 10. Thông qua quan sát bản đồ 12.2 và 12.3 trong sách giáo khoa trang 65-66, chúng ta có thể kể tên các vương quốc Đông Nam Á từ đầu công nguyên đến thế kỷ 10. Thứ nhất, với vương quốc cổ Phù Nam, chính là đất nước Việt Nam ngày nay. Thứ hai, vương quốc cổ Champa, chính là đất nước Việt Nam hiện nay. Thứ ba, vương quốc cổ Đại Cồ Việt, chính là đất nước Việt Nam hiện nay. Thứ tư, vương quốc cổ Pagan, hiện nay chính là đất nước Myanmar. Thứ năm, vương quốc cổ Chân Lạp, ngày nay chính là lãnh thổ của các quốc gia Lào, Campuchia, Thái Lan và Việt Nam. Thứ sáu, vương quốc cổ Tumasik, ngày nay chính là lãnh thổ của Singapore. Thứ bảy, vương quốc cổ Sriwijaya, ngày nay chính là lãnh thổ của Indonesia. Thứ tám, vương quốc cổ Kalinga, ngày nay chính là lãnh thổ của đất nước Indonesia. Và thứ mười, vương quốc cổ Butuan, ngày nay chính là lãnh thổ của đất nước Philippines. Tiếp tục, chúng ta sẽ đến với câu hỏi thứ tư trong phần luyện tập và vận dụng như sau. Câu hỏi số 4. Sông Mekong gắn bó với lịch sử của những vương quốc cổ ở Đông Nam Á nào? Và các bạn hãy nêu những vương quốc cổ đó thuộc về những quốc gia nào ngày nay?
Các bạn tham khảo thêm bản đồ 12.1 và lược đồ 12.2 để có thể tìm ra câu trả lời. Vậy, với câu hỏi này, cô gợi ý chúng ta phương pháp giải. Các em hãy liên hệ thực tế thông qua việc quan sát hai bản đồ 12.1 và 12.2 có trong sách giáo khoa. Thông qua quan sát hai bản đồ, kết hợp thông tin trong sách giáo khoa trang số 64 và 65, chúng ta có thể kể tên các vương quốc cổ ở Đông Nam Á gắn liền với dòng sông Mekong ngày nay. Đó chính là Vương quốc Phù Nam, Vương quốc Chân Lạp và Vương quốc Đốn Tốn. Tiếp tục, những vương quốc đó thì thuộc về các quốc gia ngày nay, bao gồm lãnh thổ của các đất nước. Thứ nhất, Việt Nam. Thứ hai, Lào, Campuchia, Thái Lan. Và thứ ba là lãnh thổ của Thái Lan và Myanmar. Như vậy, cô và các em đã vừa cùng với nhau trả lời các câu hỏi trong phần luyện tập và vận dụng ở sách giáo khoa trang số 66, sách lịch sử và địa lý lớp 6, bộ sách Chân Trời Sáng Tạo. Kết thúc nội dung trong phần luyện tập và vận dụng này, các em cần trình bày được những đặc điểm về vị trí địa lý của các nước Đông Nam Á, đánh giá được điểm tương đồng về vị trí địa lý của các vương quốc cổ, nhận biết và phân biệt các quốc gia cổ Đông Nam Á với các quốc gia hiện nay, đồng thời kể tên được các quốc gia gắn liền với dòng sông Mekong. Các em hãy truy cập vào trang lờiGiải2.com để xem chi tiết các bài giảng khác nữa nhé. Chúc các em học tốt, hẹn gặp lại các em trong các bài giảng tiếp theo.